đây rồi, hàng hàng rồi anh em ơi. Ấy giời ơi, hàng hàng rồi. Wow. Đây rồi, ui anh em ơi, ui, chép 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 anh em ơi, ui, nhanh nhanh, ui ui, chép 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 chép, được con chép đầu tiên, ui bay đẹp thế. Wow 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 wow. Lại phải làm mồi và mai lại phải đi săn hàng. Toàn chuối tây, chuối này thơm lắm. Thèm lắm nhưng mà vẫn phải bỏ cho cá ăn. Cá nó thèm như mình thèm vậy. Ngày mai mình đi săn chép chủ yếu anh cho chuối. Anh em có cái loại chuối này sẽ là thích hợp nhất, cái chuối này, nó thơm, chung là các bác nào cầu chuyên nghiệp cũng thừa biết cái loại chuối này, nó không phải chuối lá đâu. À, cũng không biết cái chuối này gọi là chuối nùn hay sao, chuối này thơm cực kỳ luôn. Chép ăn nhạy vô đối. Đi cầu sông anh em thích cầu chép, mẹ chấm cỏ chuối thì cứ ủ chua với chuối vậy. Đấy mà nó rẻo. Mai nó chảy nước mà mai nó có bột mì. Vẫn quay trở lại vị trí của dòng sông xưa em hay câu. Hôm nay cảnh trông là đẹp tuyệt vời anh em này. Gió hiu hiu mát mát. Tầm mấy tầm chiều rồi. Cho anh em xem một chút cảnh của em nhé. Đẹp luôn. Tấn công thẳng ở trong đây. Mùa này thì không phải đang cơ. Đây có cái lối đi xuống, em thử đi xuống xem chỗ này có ngồi câu ok không. Đây người ta đang cơ đánh thuốc chuột đây anh em. Để xem đang đánh thuốc chuột không. Chỗ này đất nó hơi ướt đi cũng hơi khó đấy. Chỗ ngoài đây khả năng cắm ô ngồi này, ngon. Cảnh đẹp luôn anh em. Nhưng tội là đường xuống nó hơi bé. Ôi ôi ôi. Ôi con rắn anh em này. Gì nữa, ui, ui. Giật cả mình. Bỏ này mất rồi. Giật bắn cả mình luôn. Ở đây, ở đây. Con này còn đắn nước nhỏ anh em ơi. Sợ thật. Bỏ đi, trông kinh quá. Đáng ra đi đây giật cả mình. Đây ngoài kia chắc là năm cưới người ta đang hát karaoke. Mát thế nhỉ. Đây có cái bãi này câu ngon đấy, mà chắc đây cũng có nhiều ông đang ngồi câu rồi. Sóng gió ok chưa anh em. Chỗ này ngồi đẹp. Bãi này cô đẹp quá. Nhưng mà giờ chắc em phải vào cái chỗ trong cái vị trí ông lọ ngồi anh em, chỗ đấy nó sạch hơn rất là nhiều. Đấy nó có bờ bê tông cơ. Ngồi đấy là đánh nó sướng hơn. Này cá nó cuốn ổ phê hơn. Mồi em thả đấy cũng mấy ngày này cũng khá khá này. Đấy 5 6 cân mồi cũng cứ cái lỗ rồi. Thôi nên phi em kêu. Nên tìm được cái vị trí nào sẽ ra ngồi chỗ này anh em nhé. Chỗ này còn tương đối là ok đấy. Đến vị trí rồi các bác ơi. Này các bác còn nhớ cái bờ bê tông trong kia chưa? Đấy, bờ bê tông mà năm lần trước em vẫn ngồi ấy. Bây giờ vào trong đó gỡ đồ của cá đấy nó mới phê. Nhìn tạo cảnh đẹp quá, chỗ này như được bờ đê luôn. Tuyệt vời anh em ạ, sông nước rộng mênh mông. Ồ thả mấy ngày rồi nay câu mong mà lên con hàng to anh em xem nó phê. Này em sẽ đánh đài các bác nhé. Đánh đài đi. Trước kia đánh là lục nó quấn ổ thì gọi là dã man chặt con chép ấy.
Đang cứ băm quả đang luôn. Cột phát ăn ngay, đóng rồi. Đồ phi. Nước được một chú đồ phi đầu tiên các bạn. Đầu một em sẽ xô sẽ xô. Để rồi. Ôi anh em ơi. Ôi chép anh em ơi. Ui nhanh. Ui chép. Để rồi. Ôi anh em ơi. Ui chép anh em ơi. Ui nhanh. Ui chép. Được con chép đầu tiên. Ui bay đẹp thế. Wow. Chép rồi. Ui này em đánh trục nhỏ anh em ơi chép. Để anh em hàng đầu tiên. Đấy, theo các bác nghe là các bác đánh trục nhỏ ấy, đóng chép ngay nhỉ, đài phê đấy. Vào. Con này trục nhỏ mà quên không ra vào đó ấy. Chỉ sợ kéo này nó đứt dây. Chỉ sợ kéo này đứt dây anh em ạ. Này phải tao vợt đã. Rồi, cái này chắc phải lấy cái túi cho nó vào anh em ơi. Dây trục nó nhỏ quá. Quên không ra vợt. Vào đây em ơi. Cơm ăn ba bữa quần áo mặc quanh năm nhá. Ấy giờ. Đẹp luôn. Ấy giờ đẹp luôn anh em này. Được em chép. Ô hô. Cơm ăn ba bữa quần áo mặc quanh năm. Em quên chưa ra vợt. Lấy đơn. Cái này nó có ngạnh nó gỡ khó chứ. Nằm yên. Yên anh gỡ mày ra. Rồi. Ok. Được em chép đầu tiên xinh xinh anh em ạ. Mồi có chuối nó phải có chép nhỉ. May quá trời này được cái này nó cũng râm mát. Anh em ngắm cái quả phao này của em đã đấy ra để em định đánh bằng phao này. Nhưng mà ít thôi, phải nó bé quá. Cái nó không có lụ ở trên hình ra là nhìn nó khó nhìn. Em đánh hai nữa, một nữa mồi dưới mồi to, trên mồi nhỏ. Mới tập chơi cũng chưa nghiên cứu sâu ở bộ môn này. Đang mút đây các bác ơi, nó đang bập xuống đấy.
Đấy, vẫn đang có tín hiệu. Ui, ui, chép 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 anh em ơi. Ui dồi ôi, chép chép chép. Mày chạy đâu, lên 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 lên. Ui dồi, lên rồi. Đấy, vẫn đang có tín hiệu. Ui, ui, chép 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 anh em ơi. Ui dồi ôi, chép chép chép. Mày chạy đâu, lên 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 lên. Ui dồi, lên rồi. Không chạy đâu được các bác ạ. Thôi con này xúc. Xúc. Vào 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 vào. Ok ok. Ok, xúc liền em chép luôn. Ôi chết rồi, xúc 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 trượt chứ. Xúc cái lưỡi lưỡi. Nó mắc ngoài. Chết rồi quá rồi, lưỡi mắc ngoài này. Sao lại chui vào vào. À. Chết rồi, cái túi lưới em bị bục. Không phải xúc trượt mà lưới bị bục. Rồi ok. Túi lưới bục hết nhỉ. Chết sợ rồi. Làm đi, con này nó cũng bé. Cầm vợt, vợt đi, rách hết vợt này. Mới mua cái vợt xong mà rách nhỉ. Rồi. Mới mua vợt xong rách các bác ạ. À. Hi hi, được con này cũng chép thiên nhiên nó gầy à. Được thêm em nữa vào đây. Vợt sói này toạc mất cái này, em cứ tưởng là đấy là xúc nó trượt mà vợt toạc lưới rách hết rồi. Mới mua xong ấy. Mới mua xong cái túi lưới, lưới đẻo rồi, hỏng rồi. Cái này chỉ để vợt vợt cá to thôi. Ôi, đây chỉ vợt cá to thôi. Hôm nay em mang cả cây 8H đi, định đánh cây 8H nhưng mà thôi, nay đánh 10H đi, bạo lực. Em thích đánh bạo lực. Bạo lực đóng được cá to vút nó sướng em ạ. Một phát này xuống cái là nhấc lên nó dãy mạnh phê. Em đánh hai lưỡi, cứ lưỡi cục ở dưới gần như là cục lên này, cho to, to thế, cục trên là cục nhỏ nhỏ để cá mút phát thể nuốt được ngay. Chẹp mút phê thế. Ui, nó bọc, nó bọc. Đây rồi, ui, rô phi nhau. Ui, rô phi, rô phi, rô phi. Rồi, đóng đúng mà mang này, mặt trời. Đóng từ ngoài vào anh em ạ. Rô phi. Được con vào rõ là cũng ok anh em nhé. Được em rô phi vào rõ là cũng ok rồi. Gãy làm sao. Nằm yên này, anh còn cho mày nhẹ nhàng. Vào. Đây rồi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Hàng hàng anh em ạ. Úi giời. Úi giời, trên đây câu được chú chấm nhỏ nhỏ này đéo ấy.
Nào, chú chấm nhỏ thả về với thiên nhiên anh em nhé. Về đây. May mắn mà gặp tao đấy. May mắn là nó gặp em ấy, không nhiều ông khác là ông tóm rồi đấy. Hai túi mồi một túi để đựng cần, chống cần cho đỡ xước. May mắn con cá này gặp mình không này. Lại xong xạ. Bé qua thả nhé. Bé quá thì thả. Khục đấy. Nó đang khực khực đấy anh em ạ. Út đây rồi. Úi dồi, úi dồi. Ôi, rô phi. Rô phi đẹp luôn, rô phi hồng. Úi dồi, dậy. Úi dồi, dậy được chú rô phi hồng tươi anh em ạ. Úi dồi, wow. Đừng có dậy. Nó rời cái túi của em đó. Rời đến đây thì cũng chết thôi. Cá này ngon luôn anh em. Thế chưa? Bạn chua. Vào luôn. Phải nói là cũng lắm rô phi thật. Giống rô phi nó vào nó cuốn này giật này. Những loại cá to nó không kịp vào. Cái nhược điểm anh em rất ghét câu cá rô phi ở chỗ đấy. Đây rồi. Giời ơi. Thêm nhóc nữa. Thêm nhóc rô phi đóng xin táo. Vào đây em ơi. Cái lưỡi nó có ngạnh nữa. Cứ mắc vào vải bực thật. Yeah, I know.
đây rồi, đây rồi. Úi giời, đồ phi. Đồ phi, đồ phi các bác ơi. À, một chú rô phi, một chú rô phi trắng luôn, trắng tinh như mơ. Ông trắng tinh như mơ. Vào em ơi. Đó. Tuyệt vời. Rồi, hàng hàng rồi. Ui ơi. Ui, đóng hàng rồi anh em ơi. Ua, chép rồi, đóng gặp em ạ, em chép. Mày chạy đâu em ơi? Để đóng từ ngoài đóng vào, các bác nhìn đóng từ ngoài đóng vào mới sợ chứ. Đóng từ ngoài đóng vào. Lên lên đây. Em vừa chơi quả pháo đại. Quả phao dài này các bạn, bỏ vào phao có lụ luôn. chép, đóng thư ngoài đóng vào, sợ chưa? Ôi phật à, con này chắc con này nó 5-6 lạng các bạn. Ôi đẹp quá, gầy nha. Wow, chép thiên nhiên nó gầy. Cá bây giờ ít ăn anh em ạ, hôm nay em câu chung là nó tương đối nhiều cá đấy các bạn, không phải ít đâu. Và nó rất là nhiều rô phi luôn, cực kỳ nhiều rô phi, nhưng mà em không quay đoạn câu rô phi quá nhá. Rô phi nó bé, em giặt nó không sướng. Quay anh em xem nó không thích mắt. Em chỉ gắn cái đoạn quần nào to to tí mà em phải con chép đây, con rô phi vừa. Em nhấc lên cái nó, con này nó dẫy, nó cắm vào tay em chảy máu, em đập phát chết luôn. Đấy con này, cái tội của nó dẫy nó cắm phát đây em chảy máu, tức qua cầm đập phát chết luôn. Đang ngồi nhờ trong nhà mình nói to chó lại cắn. Này nhiều cũng khá khá chép anh em ạ. Không, hình như được 3-4 con này cơ mà. Nó không được nhiều, cái lần đầu tiên em đến đây nhưng mà này khá. Cổ phi rất là nhiều luôn các bạn nhé. Nhìn cổ phi nó rất là nhiều luôn. Nó không thích cái thành ra là em không ghép quá nhé. Đút hẳn máy à. Chút hẳn máy anh em xem. Chẹp. Wow. Nhiều đấy. Trông thấy được nhiều phết anh em ạ. Em xem thành quả. Rách hết túi rồi. Này nào chắc phải mua túi mới. Nào phải mua túi mới các bạn, rách hết rồi. Chẹp. Bác nó vào đấy vậy. À trời. Mấy em chép nào. 2 3 3 em chép các bạn. Chép xịn luôn nhé. Con này là chép bóng trứng. Tuyệt vời. 3 chép mối đầu phi. Nói chung là thành quả này cũng là ok rồi. Về rồi các bác nhé.
Đây, ở đây những con chép của em ngày hôm nay. Được, được 3 chú chép rồi. Ồ, đâu là rồng phi. Đẹp đấy. Đó, to nhất này. Con này vừa tầm. Nói chung là đây cho khoảng cái cá ông táo người ta thả đến tầm này câu nó được như này đấy các bạn. Tuyệt vời.